Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua. Giá gạo của các đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Pakistan đang đà giảm, trong khi giá gạo Việt lại tăng vọt đã đưa mặt hàng thế mạnh này của nước ta lên mức đắt đỏ nhất thế giới. Thống kê của Tổng cục Hải quan tháng 7 vừa qua, nước ta xuất khẩu hơn 751.000 tấn gạo, thu về gần 452 triệu đô la Mỹ. So với tháng trước đó, xuất khẩu gạo tăng mạnh 46,3% về lượng và tăng tới 39,7% về giá trị. Tính chung 7 tháng năm 2024, nước ta đã xuất khẩu gần 5,3 triệu tấn gạo, giá trị ước đạt 3,34 tỷ đô la Mỹ. Lượng gạo xuất khẩu chỉ tăng 8,3% nhưng giá trị tăng mạnh 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu gạo bình quân của nước ta đạt 632 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Điều đáng chú ý, sau khi giá gạo Việt xuất khẩu có chuỗi ngày giảm khá mạnh, xuống mức thấp so với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan và Pakistan, những ngày gần đây đã tăng trở lại với mặt hàng thế mạnh này của nước ta. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho thấy, giá gạo Việt Nam đang tăng ngược chiều so với các đối thủ Thái Lan và Pakistan. Gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ngày 15 tháng 8 được giao dịch ở mức 575 đô la Mỹ trên một tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 14 đô la Mỹ trên một tấn, hơn hàng của Pakistan 34 đô la Mỹ trên một tấn. Tương tự, gạo 25% tấm xuất khẩu của nước ta cũng tăng lên ngưỡng 539 đô la Mỹ trên một tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan, Pakistan lần lượt là 27 đô la Mỹ trên một tấn và 22 đô la Mỹ trên một tấn. So với các quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới, gạo Việt Nam xuất khẩu đang có mức giá đắt đỏ nhất. Tại thị trường nội địa, giá lúa gạo cũng phục hồi trong những tuần gần đây giúp người nông dân có thu nhập khá. Dự báo toàn cầu sẽ thiếu hụt 7 triệu tấn gạo trong năm nay. Một số nước hạn chế xuất khẩu, trong khi một số quốc gia lại tăng cường nhập gạo để dự trữ. Điều này tạo ra cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam. Hiện nhu cầu nhập khẩu từ các khách hàng truyền thống của gạo Việt như Philippines, Indonesia, Ghana, Malaysia, Singapore ở mức cao và tăng lên. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tháng 7 vừa qua, trong đợt mở thầu gạo của Indonesia, thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam, các doanh nghiệp của nước ta đã trúng 7 trên 12 gói thầu. Giá trúng thầu lần này là 563 đô la Mỹ trên một tấn, tốt hơn mức giá xuất khẩu bình quân trên thị trường. Với tín hiệu khả quan từ các thị trường xuất khẩu, theo các chuyên gia, giá gạo Việt sẽ khó giảm sâu như vừa qua. Kim ngạch xuất khẩu gạo của nước ta năm nay được kỳ vọng sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Để phát triển thị trường gạo ổn định trước những thách thức về biến đổi khí hậu, xu thế tiêu dùng thay đổi trên thế giới, nhiều nguồn tài nguyên suy giảm. Mới đây, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương cùng các cơ quan chức năng đã họp bàn về ngành hàng này. Cả hai bộ đều thống nhất với đề xuất thành lập Hội đồng lúa gạo quốc gia hướng đến mục tiêu đa giá trị, đa dạng sản phẩm, đa dạng thị trường, mang lại nguồn thu nhập tốt cho người trồng lúa và vùng sản xuất lúa. Khi được thành lập, cùng với việc khắc phục các hạn chế của ngành hàng lúa gạo hiện nay, Hội đồng lúa gạo quốc gia sẽ xử lý nhanh chóng các vấn đề nảy sinh trong hoạt động thương mại ngành lúa gạo. Cụ thể như việc các nước Thái Lan, Ấn Độ có các chính sách mới đột xuất về xuất khẩu gạo, vấn đề phát triển thương hiệu gạo, gạo Việt bị giả mạo. Vào mùa thu hoạch na, người dân Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn dùng cáp treo để vận chuyển quả na từ trên núi xuống. Năm nay, bà con trồng na toàn huyện thu được gần 800 tỷ đồng từ loại quả này. Tháng 8, người dân Chi Lăng Lạng Sơn tất bật vào mùa thu hoạch na. Na ở đây đặc biệt ở chỗ, thay vì trồng ở đất thịt phì nhiêu, người dân lại ươm trồng loại cây này trên núi đá. Thay vì phải leo trèo nguy hiểm để vận chuyển, nông dân đã tự làm hệ thống cáp treo dành riêng cho những quả na chín xuống núi, rồi theo thương lái đến tay người tiêu dùng. Hơn 10 ngày nay, gia đình ông Nguyễn Văn Long, 49 tuổi, trú ở khu Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tất bật từ sáng sớm để lên núi hái na bán cho thương lái đang chờ trước cổng. Nhà ông Long có 600 cây na, mỗi ngày vợ chồng ông cùng con trai tự thu hoạch được gần 3 tạ quả. Ông Long cùng vợ đảm nhiệm việc thu hái, còn cậu con trai đứng dưới chân đón những quả na nặng trĩu được thả xuống qua hệ thống cáp treo. Còn theo ông Vi Văn Thọ, 54 tuổi, trú ở khu Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, năm nay thời tiết thuận lợi nên cây sai quả hơn. Tuy nhiên, người trồng vẫn tốn công vì vụ mùa năm nay xuất hiện nhiều nhện đỏ. Nếu không để ý chăm sóc thì cây sẽ bị chết lá, không ra quả được. Hiện tại, cả huyện Chi Lăng như một khu chợ lớn buôn bán na. Thương lái cùng xe tải đổ về thu mua na,
rồi đem đi bán khắp nơi trên cả nước. Ông Vi Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng cho biết, từ đầu năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng phát động phong trào sản xuất na an toàn, trồng na chất lượng cao, đồng thời tiếp tục duy trì chương trình quảng bá xúc tiến tiêu thụ tại Hà Nội thông qua tuần lễ na và các sản phẩm đặc sản. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, nhiều hộ gia đình đã tạo được các cửa hàng số trên các trang mạng và sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm. Năm nay, sản lượng na của huyện Chi Lăng dao động từ 20.000 tấn, với giá bán trung bình từ 35 đến 40.000 đồng 1 kg. Dự kiến vụ na này bà con thu về gần 800 tỷ đồng, ông Tuấn chia sẻ. Chám là loại quả được ví như vàng đen ở Nghệ An, năm nay giá tăng mạnh. Tuy nhiên, cả người trồng và thương lái đều điêu đứng vì mất mùa. Chám đen, một loại cây thân gỗ được trồng nhiều ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cây chám đen khi trưởng thành cao từ 10 đến 30 mét, thích nghi tốt với thổ nhưỡng cũng như khí hậu của địa phương. Loại quả này có màu tím thẫm, kích thước lớn và hương vị đặc trưng, bùi, béo, ngậy nên được nhiều gia đình ưa chuộng. Trước đây, chám đen ít có giá trị. Vào mùa thu hoạch, nhiều quả chám rụng xuống gốc thường bị bỏ lại và không ai thu gom. Nhiều gia đình khó khăn dùng ướp chám với muối mặn để dự trữ và ăn dần trong cả năm. Toàn huyện Thanh Chương hiện có khoảng hơn 1.000 cây chám cổ thụ, hơn 5.000 cây chám ghép. Sản lượng chám hàng năm ước đạt khoảng 350 đến 400 tấn. Chám đen Thanh Chương tập trung chủ yếu ở các xã Thanh Nho, Hạnh Lâm, Cát Văn, Thanh Lĩnh, Thanh Tiên. Bên cạnh giá trị kinh tế, chám đen còn được đánh giá cao về giá trị ẩm thực và dược liệu nhờ vào nguồn dinh dưỡng phong phú được mệnh danh là vàng đen, giúp nông dân huyện Thanh Chương tăng thu nhập. Ngoài ra bán quả tươi ra thị trường, chám đen Thanh Chương được các cơ sở chế biến thu mua để sản xuất chám, muối, đóng hộp, qua đó nâng cao giá trị kinh tế của loài quả được xem là vàng đen này. Xã Hạnh Lâm là một trong những khu vực trồng nhiều chám ở huyện Thanh Chương. Ông Nguyễn Thành Luân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạnh Lâm cho biết, chám thường được trồng rải rác trong vườn nhà dân, mỗi hộ có từ 5 đến 10 cây, một số hộ trồng lên tới 200 cây. Chi phí chăm sóc chám thấp, ít sâu bệnh nên có giá trị kinh tế cao, mỗi cây có thể mang lại từ 10 đến 20 triệu đồng, ông Luân nói. Tuy nhiên, năm nay sản lượng chám giảm còn khoảng một nửa so với năm trước. Mưa lớn khi chám ra hoa và gió lốc khi ra quả đã đậu làm giảm năng suất, mất mùa khiến giá chám quả tăng cao. Hiện giá chám tươi dao động ở mức 120 đến 130.000 đồng 1 kg, chám loại 1 có thể lên tới 150.000 đồng 1 kg. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạnh Lâm, giá cao nhưng không nhiều hộ dân có chám bán ra thị trường. Mặc dù rơi vào tình trạng mất mùa nhưng người thiệt hại nhiều lại là các thương lái do phần lớn các hộ dân đã bán từ khi chám mới ra hoa. Mùa chám năm nay, anh Nguyễn Văn Hùng, người xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, chi 400 triệu đồng để mua chám từ trên cây. Từ tháng 3, khi chám bắt đầu ra hoa, anh đi khắp các xã như Cát Văn, Hạnh Lâm để cọc tiền mua chám. Anh Hùng cho biết, việc mua chám chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và cảm quan về định giá. Anh thường đánh giá tình trạng cây chám dựa trên sức khỏe của cây, số lượng hoa và quả. Những cây khỏe mạnh, có nhiều hoa thì được định giá cao hơn vì chúng có khả năng cho năng suất tốt hơn. Ngược lại, những cây kém hơn thì giá mua thấp hơn. Theo anh Hùng, việc mua chám theo kiểu này giống như một cuộc đặt cược vì không có gì là chắc chắn và thường mang tính may rủi. Nếu thời tiết thuận lợi và cây chám cho quả nhiều, anh có thể thu lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nếu mất mùa như năm nay anh bị lỗ nặng, đầu tư 400 triệu đồng, anh Hùng dự đoán có thể thu về khoảng 150 triệu, dẫn đến việc lỗ hơn 200 triệu đồng. Cũng như các thương lái khác, việc mua chám khi cây đang ra hoa luôn mang tính may rủi. Năm nào được mùa thì có thể lãi lớn, nhưng nếu mất mùa có thể lỗ nặng. Anh Lưu Công Long, thương lái huyện Thanh Chương cho rằng đây là quy luật bù trừ trong kinh doanh, lãi lỗ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sau hơn chục năm buôn bán, năm nay anh trải qua một mùa chám thất thu nặng nề. Mùa này, anh Long chi gần 1 tỷ đồng để mua quả của 135 cây đang ra hoa rải rác trên nhiều xã. Việc mua cả cây được các thương lái thực hiện từ khoảng 7 năm trở lại đây. Theo anh Long, sản lượng chám trên địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Bởi vậy, các thương lái mua từ khi chám vừa ra hoa nhằm tránh tình trạng tranh mua vào vụ thu hoạch, đẩy giá lên cao và để đảm bảo nguồn cung cho các khách hàng ngoại tỉnh. Năm nay, chám mất mùa, nguyên nhân là do thời tiết bất thường, mưa nhiều trong thời gian chám ra hoa làm tỷ lệ đậu quả giảm. Khi quả chám còn non, gió lốc cũng làm rụng nhiều. Thêm vào đó, những cây chám cổ thụ đã qua thời kỳ sung sức và không còn cho năng suất cao, trong khi các cây chám ghép và chám lai cho quả ít và chất lượng kém.
chám thanh chương nổi tiếng với hương vị thơm ngon không chỉ thu hút thương lái trong huyện và tỉnh mà còn từ các tỉnh phía Bắc. Sau khi thu mua, một phần chám được bán lẻ làm thực phẩm, một phần khác được cung cấp cho các cơ sở chế biến và lượng lớn còn lại được xuất bán ra các tỉnh phía Bắc, thậm chí còn xuất cả sang Trung Quốc.